chào mừng các bạn đã đến với kênh. Tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là bộ mẹ con ba bi đực nha các bạn. Mẹ xin con ba bi đực. Bộ này thì chủ báo giá là 38 triệu. Bò mẹ rúng yếm rồi nghiêm chỉnh nha các bạn. Bò mẹ hiếu đủ 1m25 bò nha các bạn. Con đẻ được hơn một tháng bò. 38 triệu. Rúng yếm rồi nghiêm chỉnh nha các bạn, vú đều nha. Rúng chiền luôn nha các bạn. Đây chân móng nè. Chân móng hoàn thiện, rúng chiền. Ba bê rất là mát sữa các bạn. Ba bê đực rất là mát sữa. Đây rúng chiền nè. Vú rồi các bạn thấy không? Rất là mát sữa. Đó, rúng. Chân móng móng sò nghiêm chỉnh nha các bạn. Sấy tích nghiêm chỉnh luôn. Dắt nghé ba bê đực. Bò mẹ cày đuôi cũng lớn nha các bạn, móng sò nè. Rúng chiền luôn. Con mẹ bò mẹ rúng chiền luôn các bạn. Bò mẹ là bơm bay nha các bạn, bơm bay lùng nha. Đó, rất là mát sữa. Các bạn nào có nuôi bò là mình nói bơm bay thì các bạn biết bò như thế nào nha. Đó, con ba bê các bạn thấy không? Đó, bây giờ mình sẽ quay cận cảnh bò mẹ con này lại một lần nữa cho các bạn xem kỹ hơn nha các bạn. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với mình nha. Mình comment số điện thoại mình trên video nha các bạn. Mình báo giá lại một lần nữa nha các bạn. Bò mẹ này, bò mẹ con này đó là 38 triệu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn like, chia sẻ, đăng ký, nhấn chuông để nhận những thông báo video mới nhất của mình. Để mình có thêm động lực làm nhiều video mới tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.